Cây to phô hết ra mặt tiền rồi. Đặt xuống lại nhấc lên đi mẹ mày vỡ hết cả bầu của nó. Đi mẹ thẳng lấy đặt luôn đi. Thưa anh em, đây là tất cả các chú các anh trong đội ngũ trồng cây cho khách hàng. Thì các bác nào có nhu cầu mà để bọn em tư vấn rồi là đào đánh cây rồi và lắp đặt cây cho các bác thì các bác yên tâm nhé. Đây, đó, các chú ở đây là những người có rất giàu kinh nghiệm. À, chú Phú này, các mọi người đều biết rồi. Anh này này. Đấy. Ok, nào, hai tay vẫy vẫy cả. Vẫy. Ok nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Rồi. Công ty chúng em đã có cái phần quà ưu đãi đến cho gia đình gì. Gia đình cố gắng là sắp xếp làm mà đúng với chúng em. Xin chào tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình video ở trên kênh YouTube. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng thì em Tuấn triển khai bàn giao lại mặt bằng cho gia đình. Và đây là một cái mảnh đất thổ cư gần 200m2. Thì cách đây khoảng 3 năm thì Tuấn đã xuống giống và trồng cây phong linh này, chuông vàng, kèn hồng. Và đây là một cái thời điểm rất là tốt, có thể đánh chuyển cây và trồng cây mới. Thì hy vọng em sẽ chuyển cái cây này vào cái vị trí mới, cây nó sẽ sinh trưởng và phát triển. Để làm được việc này thì không thể thiếu những các chú và các anh làm kỹ thuật. Thì có chú Phú với tất cả các chú đến tập trung và làm. Cũng hy vọng cỡ khoảng 2 ngày là sẽ làm xong hết từ khâu là đào cây này, chuyển cây về vị trí mới các bạn này. Và đây là một cái cây phong linh, nó nhỏ và nó có đường thân rất là đẹp nhé. Lúc này Tuấn sẽ đi tuyển chọn dáng của cây các bạn ạ. Trong một cái ruộng cây công trình như thế này thì nó sẽ có cây thẳng và cây cong. Và nếu mà những cây cong mà chúng ta sẽ áp dụng được những cái đường hướng của nó thì đôi khi nó là một cái lợi thế rất là tốt. Cây cong thì mình sẽ ghép vào cho những cái vị trí như là mặt tiền của ngôi nhà này, hay là giữa giáp ranh của hai ông hàng xóm ấy. Thì chúng ta trồng ở giáp ranh, nó sẽ tiết kiệm được cái vị trí và không gian. Thì mình sẽ cố gắng là tạo hình thành những cái cây gọi là dáng bàn trà. Thế còn cây nào thẳng thì sẽ tư vấn và lắp ghép vào những cái vị trí như là ở khuôn viên, trường học, bệnh viện hay là những cái nơi công cộng thì đã ưu tiên những cây thẳng. Còn những cây mà dạng như sân vườn ở vị trí khuất, giáp bờ tường hay là giáp ranh giữa hai nhà thì cái lựa chọn cái cây dáng bàn trà, dáng bay là ưu tiên số 1 các bạn ạ. Ngoài ra những cây công trình mà nó dạng ở còi cọc mà nó không phát triển được thì Tuấn sẽ quan sát thêm là những cây mà nó có cái chân bệ đẹp này, rồi là nó có đường nét đẹp một chút thì Tuấn sẽ cố gắng để thu ngắn nó lại. Sau đấy là mình sẽ đưa vào một cái chế độ chăm sóc đặc biệt hơn một chút. Và sau này mình sẽ sửa sang thành một cái cây gọi là cây nghệ thuật. Thì với tiêu chí của mình khi mà bản thân Tuấn với các bạn cũng thế thôi. Nếu mà anh em mình có cái con mắt nhìn nghệ thuật thì một ruộng hay là nhiều ruộng hay là kể cả số lượng nó ít thôi thì các bạn vẫn lựa chọn được một cây để đáp ứng phù hợp với không gian và cái bối cảnh mà khách hàng muốn lựa chọn các bạn ạ. Nhiều bạn là sẽ thắc mắc là tại sao mua những cây mà đã dâm ủ rồi thì giá trị nó lại cao hơn với những cây mà đánh thẳng. Thì nó có cái nguyên nhân như thế này các bạn. Thông thường thì khi mà đánh thẳng thì những cái rủi ro gặp phải, ví dụ như là trồng, quá trình trồng này, nó gặp mưa bão hay là nó gặp lụt ấy, hay là các bạn mà mang về mà các bạn không chăm sóc thì cái cây nó sẽ không ra rễ, nó ít ra rễ, và nó ra rễ rồi nó lại gặp gió nó lay thì nó có thể đấy nhá. Nhưng mà để chết những cái cây như cái mùa này đánh thì rất khó chết các bạn, không bao giờ luôn ấy. Đấy thì mình tư vấn cho các bạn là thông thường tại sao lại đắt, bởi vì khi mà Tuấn hay là các nhà vườn họ đưa những cây này về, người ta dâm ủ thành công thì cái rủi ro các bạn mua về, nhưng mà những cái cây mà đã dâm ủ rồi thì rủi ro gần như bằng không, cho nên là cái giá trị nó sẽ cao hơn một chút đấy các bạn nhé. Hôm nay thì công việc cũng hòm hòm rồi đấy, các anh và các chú đã cắt thu gọn gàng rồi và đã đánh đến cái phần này thì các bạn thấy là những cái cây mà cốt thẳng đã thu hết những cái cành lơm dườm đấy, thì nó chỉ còn một cái thân thẳng này thôi. Thông thường một cái cây công trình mà bàn giao cho các bác ở đây là những cây nó cỡ cao cỡ khoảng 3,5m đến chỗ đến 4m, tùy vào cái kích thước chu vi đường kính của cây và cũng tùy vào cái mong muốn của khách hàng. Nếu như các bác mà muốn để cành nó to hơn và bầu nó to hơn thì bên em vẫn có cái giải pháp, đó là thu cái cành nó vừa phải. Và như cái bầu cây như thế này thì bọn em đánh theo cái đường kính và chu vi của thân gốc.
Thì cái việc mà bó bầu rồi là các cái kỹ thuật như là tỉa bớt những cái rễ thừa hay rễ nó bị dập nát ấy, thì cái này là ưu tiên số 1 các bạn ạ. Thì khi mà chúng ta mang về dâm ủ hay là trồng thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao. Như các bạn đã biết là từ cách đây khoảng 2-3 tuần trước thôi, ở khu vực miền Bắc nói chung thì đã xảy ra một cái đợt bão Yagi các bạn ấy, nó đã tàn phá và càn quét những người làm vườn, mất một lượng tài sản rất lớn. Chỉ còn số ít những nơi mà có những cái cây công trình hay cây nghệ thuật bonsai ấy, hay là những cây mà cảnh quan, thì như ở vùng Hưng Yên rồi là các tỉnh phía Tây Bắc ấy, thì bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cho nên là các bạn thấy là sau khi mà kinh tế phục hồi rồi thì bất động sản phát triển lên và cái nhu cầu xây nhà mới ở các tỉnh phát triển lên, thì mình tin rằng những người mà người ta muốn sở hữu một cái cây hay là nhiều số cây để lắp vào cho vị trí khuôn viên hay khu nghỉ dưỡng hay là cái khu trường học, bệnh viện, khôi phục lại cái cảnh quan không gian của chính cái nơi mà các bác đang sống, là đây là một cái nhu cầu rất là thiết thực luôn ạ. Sau cái trận bão vừa qua thì chúng ta cũng đã rút được cái kinh nghiệm rất là lớn, đó là hãy trồng những cái cây nào nó không phải quá cao đâu các bạn, nó vừa phải, và cái việc chúng ta chẳng trống hoặc là trồng nó mau hơn một chút, hay là chúng ta có cái kế hoạch di rời hoặc là thoát nước tốt, thì cái hiệu quả để mà giữ lại những cái cây mà các bạn nó cảm thấy tiềm năng, thì cái đấy là cái yếu tố rất là quan trọng. Công việc của ngày thứ nhất, các bạn thấy là cỡ khoảng 100 cây này, bầu thì đã ngổn ngang mà xếp như thế này các bạn ạ. Đấy, rồi sáng mai thì anh em sẽ phải chuyển cây lên và dùng cầu và một số những cái xe gọi là xe kéo đấy, để anh em sẽ đưa lên cái ruộng mới để bắt đầu vào cái kế hoạch dâm ủ làm sao cho cây nó sinh trưởng phát triển nhanh nhất các bạn ạ. Xe kéo này các bạn ạ. Thế còn phía trước này thì Tuấn có một cái hố nhỏ nhỏ này. Hố này là mình cũng móc cái đất thịt ở bên dưới chuyển lên và lấp đầy. Ủa rồi cái mấy hôm mưa bão khiếp lắm, nó ngập văng này. Và theo anh em nói là những cái cây này nó cũng chịu đựng nứng nước rất là tốt. Cho nên là mình vẫn phải cẩn thận các bạn ạ. Tất cả những cái cây mà nó có đường nét đẹp, cây to thì mình để ở vị trí ưu tiên số 1, đó là cao, ráo, và tất cả cái khu cây kia. Đấy, mình sẽ tiến hành trồng ở bao quanh để khi khách hàng mua hoặc là xe cẩu đến có cẩu cây nó cũng tiện hơn các bạn ạ. Thế cũng tiện video này cũng chia sẻ cho các bạn. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua những cây công trình trên thì các bạn cứ chủ động liên hệ với em Tuấn, số điện thoại của em Tuấn ở trên màn hình, hoặc là em để ở phần bình luận nhé. Các bạn chia sẻ video và gọi điện trực tiếp cho em thì em báo giá cho các bác nhé. Em cảm ơn các bạn. Và ở video sau thì em sẽ chia sẻ thêm cái quá trình mà hoàn thiện của cái ngôi vườn này các bạn nhé.